Tết đến rồi. Ê, bạn ơi. Tết đến trường. Bạn ơi. Tết đến chưa? Sắp Tết rồi. Ủa, Tết năm nay Tết sớm hả? Đúng rồi. Ủa, vậy là mình phải đợi một bài Tết thôi Phi ơi. Vậy hả? Ê, nhưng mà em thích bài đó đó nha. Tại em đang gọi là có mood đàn bài đó nên mình có biết đàn bài đó không? Ok, rồi, vô luôn. Để đây cho lãng mạn. Alright, rồi bắt đầu mình đàn bài này đi hả? Dạ. Ok, yeah. Ủa, hát bài gì vậy? Đâu ra vậy? Bài gì vậy? Điệp khúc mùa xuân. Ý, bài đó anh biết á. Nắng chiều lung linh muôn hoa vàng, trời tia nắng về chúc anh mùa sang. La 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 la. Ủa, câu tiếp theo là gì? Không nhớ nữa. Thôi mình đàn đi. Thôi vô vô đàn, vô đàn, vô đàn. Vậy đi cho lẹ. Thank you.
không hề phát tài. Cung chúc tân sinh vạn sự như ý, an khang thịnh vượng, tiền vô như nước, xài lã lướt. Thank you.
Happy New Year. Đây là 10 bản nhạc Tết mà ai nghe cũng muốn trở về ăn Tết cùng với gia đình đúng không nào? Tết là để về nhà, hãy về nhà nha. Và hãy nghe Mạnh và Phi Phi đàn và cùng ăn Tết thật là vui bên gia đình yêu thương của mình nha. Happy, Happy New Year! Yeah! Yeah! Đây, nè, vậy nào. Chào. Đó, kiểu kiểu vậy nha. Rồi, anh Phi Phi giống như kiểu là đang đưa vui đùa xong cái đến cái ta 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 ta. Đi gì xa với vậy? Còn cái gì vậy? Giống em quá. Dạ. Ta. Cái gì vậy? Ờ chơi luôn. Vô. Nở. Yeah. Rồi đây nào. Rồi cắt nha. Má. Rồi xong rồi đó anh. Cung hỷ phát tài. Cung chúc tân sinh. Vạn sự như ý. An khang thịnh vượng. Tiền vô như nước. Xài lã lướt. Thôi dẹp luôn đi. Dẹp. Thấy tao nói chuyện hay là cứ lo hoài. Rồi, phải hát cái chỗ mà. La. Lại nữa hả? Rồi, bắt đầu, giờ đi. Phải chạy như đó, bà điên vậy đó. Rồi, chạy là trong kia, trong kia. Rồi, cái xong là em xuất hiện trong ống kính nha anh. Rồi. Anh ấy không có ai đâu này. Rồi. Từ từ anh, để em nhập tâm. Ủa hát bài gì vậy? Đâu ra vậy? Bài gì vậy? Điệp khúc mùa xuân. Ý bài đó anh biết á. Nắng chiều lung linh muôn hoa vàng, trời tiên nắng về chúc anh mùa sang. La 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 la. Ủa còn tiếp theo là gì? Không nhớ nữa. Thôi mình đàn đi. Thôi vô đàn. Yeah. Vậy đi cho lẹ. Chúc mừng năm mới. Trời ơi, gì mà nói chậm quá vậy? Là nói đều với nhau. Giờ tiếng Anh hay tiếng Việt? Giờ là tiếng Việt đi ha. Tiếng Việt trước đi ha. Rồi. Và... Chúc mừng năm mới. Đây là 10 bản nhạc Tết mà chúng ta có thể nghe. Ủa, cái gì vậy? Giọng này giọng mini anh á. Đây là 10 bản nhạc Tết mà chúng ta... Mà vui lắm nha. Giỡn không vui. Nói đàng hoàng. Rồi, quay lại nè. Rồi. Đây là 10 bản nhạc Tết mà chúng ta có thể nghe. Khi mà chúng ta muốn chơi việc... Không hợp luôn hả? Miệng hơi nhọn hả? Dạ. 2, 3. Chúc mừng năm mới. Đâm lại.
2. Giọng Phi hơi bè bè á. Ồ chết rồi. Ờ gì á. Rồi, 2 và chúc mừng năm mới. Và đây là 10 bản nhạc Tết, các bạn nghe vui không nè? Vui quá không? Là vui luôn. Vui hả? Vui thì nhớ nhấn đăng ký kênh YouTube của Mạnh và Phi nha. Ồ nữa rồi, marketing nữa rồi. Thôi thôi dẹp thôi. Thôi chúc mừng cả nhà nha. Thôi đi về ăn Tết, Ồ mẹ nó bánh chưng chưa? Hả? Nó bánh chưng chưa? Chưa, trời ơi. Ờ thôi đi. Về nhà mình biết nấu, về nhà mẹ mới nấu đi. Gì vậy? Chụp gì không có tâm vậy trơn. Có thể đi cưng. Wow, chụp hình đẹp nha. Ồ, quá dữ. Để anh chụp cho, anh chụp đẹp vậy đó. Tin anh. Tin bạn.